Ok, trong khi mọi người ngủ thì mình sẽ đi xuống, mình review thử ở Kingdom buổi sáng hay như thế nào nha các bạn. Ok, let's go. Ở đây nó hơi là hạn chút xíu là khi mình xuống, mình muốn sử dụng thang máy, mình phải có cái scan của cái chìa khóa phòng nha. Và phòng, mình sẽ đi đúng cái phòng của mình, cái đọc của mình. Bây giờ mình biết ra ngoài đây có đúng hay không. Rồi, đúng rồi. Ok. Buổi sáng thành phố ở chợ đêm Kingdom này đã đang chìm đi giấc ngủ rồi. Mọi người đừng ngủ hết. Nhìn rất là nhớ Việt Nam ở chợ lớn. Các bạn thấy không? Nó có gì đó xưa xưa cổ cổ. Có gì đó mang đậm chất tính Trung Hoa. À, tối á, thì dọc ở đây nè là food street, là người ta bỏ ta bán những cái booth, người ta để những cái quầy bán nhỏ nhỏ đồ ăn đó, mua ăn liền. Tối nay mình sẽ quay lại nữa tại vì có nhiều đồ ăn mình chưa ăn. Đây là tòa nhà cao tầng các bạn, đây là những anh nhân viên quét rác nha các bạn. Ok, mình tiếp tục mình lội đi một mình để coi có những gì nha. Giờ mình còn chưa ngủ thì tranh thủ mình đi khám phá một mình thì có cái gì. Đây tất cả đồ ăn đều bán ở trong những cái máy gấp đồ chơi á. Chợ bây giờ 7 giờ sáng, 6 giờ hiện tại, bây giờ nó là, để mình coi coi mấy giờ rồi, trừ 2 tiếng là khoảng 7 giờ 20 mấy phút á. Thì nó còn yên tĩnh lắm các bạn nha. Chiếc xe mô tô mà không biết xe này gọi là xe gì, mình nghĩ chắc là xe giống như xe buýt ba quá. Mọi người còn đang ngủ, mình thì lội đi. Mình muốn thử coi thành phố ở Kowloon núp kia kìa, ở trên núi nó có cái chữ Kowloon các bạn. Đây Kowloon hút đằng xa luôn bạn, bên bển là chạm xe bus nha các bạn. Người ta nói bão đang vô Đài Loan, trời đang vằng vũ, mình thấy có sương mù. Thì mình bước ra mình coi cái của đường xá đây này về đó các bạn. Cái anh vô khác đã làm việc rất là sớm. Đây là thành phố Đài Loan ở Kowloon nha các bạn. Kowloon, mà không biết mình có phát âm chính xác hay không. Nói chung đọc lại đi, cứ từ từ vậy đi nha các bạn. Ok, thì mình sẽ qua coi thử coi chậm xe buýt bên kia như thế nào nha. Go. Nói chung á là phải cẩn thận, là tại vì nghe nói ở Đài Loan là bắt đầu có dịch Covid lại rồi. Mình không biết dưới đây là gì, mình chưa dám xuống. Oh, parking area, I think so. À, chắc là đậu xe hơi dưới đó các bạn. Ở đây là những cái trạm xe bus. Người ta đang ngồi đậu chờ đi xe bus. Có từng cái station như vậy. Mình quay sau lưng đi, quay trước mặt thì hơi ngại quá. Oh, có những cái nước bán nè các bạn, những loại trà. Mình thấy bên đây người ta rất là thích uống trà, ngay cả Pepsi cũng có tiếng Hoa nữa. Những người ta đi làm sớm. Đây là nó có cái bảng luôn, cả bảng đi xe bus đây. Mình không biết tiếng Hoa nên mình không biết. Nó có tiếng Anh ở dưới kìa. Kowloon City Bus Station nè. Nếu mình đi đâu thì nó có bus hết nha. Ok, đây là mình điểm sơ sơ về đời sống của người dân
Đài Loan ở Kowloon buổi sáng như thế nào nha các bạn. À, bây giờ thôi mình quay về khách sạn và đi coi cái khách sạn buffet ăn sáng á, nó đã có chuẩn bị xong chưa. Ok, mình gặp các bạn sau. Đây là khách sạn KB, nơi mà mình ở tối qua nha. Thì nếu các bạn có muốn ghé ở Kowloon á để trải nghiệm thử những cái night market á, là những cái buổi đồ ăn đường phố buổi tối á, thì nên chọn KB Hotel này, tại vì mình thấy nó rất là gần. Bước xuống vài bước thôi đã gặp night market rồi. Và mình thấy cái service good nè, khách sạn sạch. Kế bên nó cũng có 7-Eleven, nếu bạn cần mua nước, mua đồ ăn thì có sẵn đây. Nói chung là rất là tiện nghi, tiện lợi. Mình không cần đắn đo chờ đợi gì hết. Nếu mà mình buổi sáng thì có được phi ăn sáng nha các bạn. Ok, bây giờ mình vô thử coi cái nhà hàng đã chuẩn bị xong chưa. Cô fan á thì hẹn gia đình mình là lúc 10 giờ sẽ đi coi củ phần gì đó mình không biết, thì để coi coi thời tiết như thế nào. Mà hiện tại bây giờ thì bão đang vô, trời mây mù rất là nhiều, hồi nãy thì tối qua là mưa rất là lớn nên mình không biết như thế nào. Tại vì trong chuyến đi này thì có nhiều người lớn tuổi cho nên mình phải coi cái thời khóa biểu. Chuyến du lịch của mình nó sẽ thay đổi theo tùy theo sức khỏe của mọi người, nên mình không thể nào nói trước là mình sẽ đi cái gì. Chỉ khi mà tới đó mình sẽ nói cho các bạn biết là cái trải nghiệm của mình ở đâu và như thế nào nha. Đây là cái cầu thang nó nhỏ nhỏ vậy nè các bạn. Mình đang đi xuống, chúng tôi coi dưới đây nó đã chuẩn bị buffet chưa nha các bạn. Wow, dưới đây cũng lịch sự đẹp quá ta. Không, người ta chưa mở cửa. Sao mình không biết mở cửa mấy giờ. Ôi, sức chưa. Như mình nói thì cái nhà hàng đang chuẩn bị và sẽ bắt đầu mở cửa cho mọi người dùng bữa sáng là lúc 7 giờ sáng nha. Ok, thôi mình đang xếp cạnh mình đi. Ok, bắt đầu mình coi cái nhà hàng có gì ăn nha các bạn. Wow, hấp dẫn gì ha. Ok, thôi mình đi từ bên nước qua đi. Cái hàng nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Ở đây có cà phê. Là mình uống đủ là cà phê nha các bạn. À, cậu muốn cà phê gì tôi uống. À, cậu bỏ vô ly vô xong cậu nhắm thôi. Bỏ bây giờ cậu muốn loại nào. Đó thì cậu nhắm. Đây có hàng trái cây nha các bạn. Dạ con không biết nữa. Để con xuống. Bánh mì. Các salad. Đây có cháo. Có cái bánh bên xếp. Ok. Cái này là cái gì đây? Cái tà hủ. Oh, cái này có cái gì chứ. Okay. Oh, bông. Cái bánh bao người bánh bao của người Hoa. Thích. Thôi, đơn giản vậy thôi các bạn. Đây gia đình mình cũng đang sát. Đây là cuộc chiến bắt đầu. Cho buổi ăn sáng ngày thứ hai nha các bạn. Mọi người nhà đang chuẩn bị lấy đồ ăn. Rồi chờ xe tới mình sẽ đi củ phần hay thập phần gì đó tùy theo sức khỏe của mọi người nha. Ok, bây giờ tới tới lượt mình lấy đồ ăn nha. Wow, cái bếp bằng điện này dễ thương quá các bạn. Nãy mình nói rồi đó, nó có hai loại nha. Bánh bao, mình lấy bánh bao trắng đi. White one.
cái này giờ mình nó thụ đi lấy trái. Món này là cái gì mình không biết, mình phải thử. Mình lấy ham với lại sausage. Thì ở đây nó có cá khô nè các bạn. Mình sẽ lấy ít cá khô nha. Có ớt nữa, không biết ăn ớt nữa. Mình ăn ớt cay, ăn cay không được. Cái này là không biết là cái gì, lấy luôn. Có cái này con biển. Cái này tại vì không biết, mình lấy luôn. Ăn thử cho biết các bạn. Mọi thứ chút chút ăn chút được rồi. Đây là phần đồ ăn của mình. Nó có chi để mình thấy hả? Xúc xích các bạn. Ăn ngon. Cái đó là gì vậy Duy Nam? Khoai tây hả? Mẹ mình nói á, cái món này là thịt cá rồi các bạn. Ngon nè. Ngon. Biết sao không? Mình không ăn mặn, cho nên mình ăn cũng vừa. Cái nhiều người ta thấy như nó lạc, không thấy gì ngon quá à. Nếu vừa ăn ngon, cá này ngon nè. Cá tròn tròn quá không? Không, cá thịt, cá thịt kho nè, còn mình cá thịt kho hả? Phong biển các bạn. Gọi quay đủ mặt. Ngon quá. Gia đình. Thấy nó vừa ăn mà. Nó không có dầu mỡ nhiều á. Rất là ngon nha các bạn. Không có dầu mỡ. Cậu mình quảng cáo là nếu một các bạn thích nhất cho like và subscribe nha. Đẹp dạ. Nó có cá nhỏ nè. Cá khô cá khô ở bên của Hàn Quốc á. Bên Hàn Quốc giờ nó không cho bán cá nhỏ này. Bữa mình đi ăn nó nói đâu có bán nữa đâu, nhớ từ trước dạ. Không biết nữa. Mắc quá nó không có cho nữa. Tụi con đi ăn Hàn Quốc á. Chắc có bán mà nó có bán. Ủa? Cái này trong đây nó có gì chi hay gì ta? Khoai tây như bột đánh với chi các bạn. Là gì vậy mẹ? Cái này giống như cái bánh xô á. Ồ vậy hả? Ngon quá hả? Bánh wow. Để hình lên cái gì đó. Mẹ thì thấy không? Pancake các bạn. Mẹ không còn quay. Rồi, rất qua chút xíu gì đó. Để thấy mặt cho gia đình. Đi là xíu gì Úc. Tại vì Úc ở bên Nhật có fan. Chơi với có fan cho nên ngon. Mình thiếu một người. Nhưng mà lát đi chơi sẽ gặp nhau. Ngon quá. Đoạn này cũng cho ngon, giờ cho phim ngon dữ rồi. Không có thành à, nó thành chứ nó không có ôi ồ dầu mỡ. Vợ mình chết chỗ này. Mình đâu cái này nó ngay center chỗ chi luôn mà. Mình không biết nữa dùng. Nó thật là chi quá. Tối qua tụi con ngủ mà không biết tắt đâu. Thảo phải gọi nó lên nó chỉ tắt đèn. Cái khách sạn này á mình không biết mọi người hay sao nhưng đối với mình hay làm năm sao nha các bạn. Service good, dễ thương, sạch sẽ,
technology, và cái nghĩa là tất cả đồ điện đại, dồi sen, đồ thời bồn cầu, đồ xịn á. Mọi người qua nếu mà muốn ăn chợ đêm Kinlun Night Market thì phải ghé ở Kibi Hotel nha. Sát chân luôn, bước xuống là ngay rồi. Các bạn sẽ enjoy. Nhưng mà đồ ăn sáng rất là ngon nè. Mình thấy hôm bữa cái phòng này bao nhiêu phòng? Bao nhiêu đêm? Ba đêm là 200+ đô, khoảng 80 đêm. Nhưng mà được bao ăn sáng là quá ngon rồi. Ok, nhóm được chia làm đôi, mẹ và cậu gì đi với cô fan. Hai vợ chồng mình sẽ đi xe bus trải nghiệm đời sống thật của người dân Đài Loan nha. Anh đây đã có trang nhân này. Ok. Ok, hai vợ chồng mình bắt đầu đi bộ nha các bạn. Đi xe bus, sẽ không muốn xe đi, không muốn taxi. Muốn trải nghiệm thử đời sống ở Đài Loan như thế nào nha. Ok, mình đang tiến lại gần bus station. Hồi sáng mình đã đi tìm trước rồi. Bây giờ mình chỉ đi tới đó thôi. Đây là người dân của Đài Loan dẫn đi xe mô tô giống như bên Việt Nam mình thôi. Ok, bây giờ bắt đầu lại tìm chuyến xe bus 788 để bây giờ mình đi xuống Cơ Long phải không? Phú Phần hay Thập Phần gì đó. Phú Phần, ở đây là Cơ Long nha các bạn. Trời thì rất là ui, tại đang bão vô các bạn. Ở đây rất nhiều xe bus tới đưa đón đi. Đây là tất cả người dân Đài Loan. Đây là đời sống thật của người dân Đài Loan nha các bạn. Ok, giờ mình phải đi tìm cái station có chiếc xe 788. Trời, cái shopping này chưa mở cửa các bạn ơi. Tất cả shopping chưa mở cửa nha. Ok, vô đây thì mình được cô bé này giúp đỡ là sẽ mua vé để mua cái xe, cái vé này để đi xe bus. Wow, biển đẹp quá. Có cái vịnh biển các bạn, đẹp quá. Nghe mùi gió biển lộng lộng luôn. Anh đây. Hả? Dễ thương các bạn, chỉ mình qua bên kia đường đón xe bus 788. Nhưng mà có phải đúng hướng đó đi không ta? Không biết gì hết các bạn ơi, không biết gì hết, tự mò đường đi.
bụi nha các bạn. Đi bụi, đi bụi, đi bụi. Ok, tụi mình rất là bụi nha. Được cô này là cậu giúp đỡ đổi tiền 100 tiền tiền đại hàng Đài Loan qua để trả tiền giấy. Tại vì Sebus nó chỉ nhận được tiền cắt thôi nha các bạn, là 30 đồng tiền một chuyến đi. Hồi nãy mình đưa ra 1.000 đó, cái chú tài xế không có tiền thối, mà hơn là mình có 100 đồng hôm qua dư ra đó, nên cô này có đổi giùm, cô trả giùm mình. Cô rất là dễ thương, giúp mình trả tiền cho mình, đổi tiền giùm mình nha. Người Đài Loan rất là dễ thương các bạn ơi. Tới đây mọi người giúp đỡ, mọi người chỉ mình nãy giờ rất là nhiều. Hồi nãy tại nó bận biểu hỏi đường xá nên mình không có gắn cái mic vô đó. Bây giờ mình gắn vô lại, hy vọng các bạn nghe rõ nha. Hoặc đây là chiếc xe bus mình đang đi tới của phòng. Đây có cái chợ nè các bạn, nó có đường vua. Đây là những người dân. Còn xe bus này rất là dễ thương, giúp mình nữa. Con này hồi nãy nó giúp mình nè, không có tiền lẻ, cô đổi về mình trả cho mình 60 tiền Đài Loan và đưa mình lại tiền đồng đó các bạn, 40 đồng. Thì các bạn nhớ nha, đi xe bus ở Đài Loan là phải có tiền lẻ, tiền cắt các bạn. Ok, rất là vui dọn dẹp các bạn ơi. Cổ Phần hay còn gọi là Chu Phan là một cái làng nhỏ tọa lạc ở trên đỉnh núi Khi Lưng, cách Taipei Đài Bắc khoảng 50 km. Làng cổ nhỏ bé này có từ thời nhà Thanh, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cho đến thời Nhật kiếm đóng ở Trung Quốc vào thế kỷ thứ 19, người ta tình cờ phát hiện ra nó. Sở dĩ có cái tên Cổ Phần bắt nguồn từ việc ngôi làng cổ này chỉ có 9 hộ gia đình sinh sống. Khi ra ngoài hoặc mua hàng hóa hoặc thức ăn đều phải đem đủ 9 phần về cho gia đình. Tuy ngày nay dân số Cổ Phần đã tăng lên khoảng 4.000 hộ gia đình, nhưng vẫn còn rất nhiều ngôi nhà cổ mang dấu ấn kiến trúc thời Nhật cai trị. Chu Phan Old Street là điểm đến hấp dẫn chứ danh nhất, với hai làng đường hẹp, đầy ắp nhà hàng, quán trà, cửa hàng lưu niệm bán đủ loại sản phẩm đậm chất Đài Loan, nhiều món hàng độc nhất vô nhị mà bạn sẽ chẳng bao giờ bắt gặp ở bất cứ nơi nào. Nếu bạn đã đến Đài Loan mà không thưởng thức món tàu hủ thúi thì thật là đáng tiếc. Nếu bạn bước vào cửa quán thứ hai đầu ngõ của Cổ Phần, bạn sẽ gặp được cô bé hiền, dễ thương, đẹp gái, là người Việt Nam xa xứ. Nơi đây bạn có thể tìm được món tàu hủ đặc trưng của người Đài Loan,
với hương vị bùi, thơm, béo và mùi đậu hũ thúi đặc trưng. Cách tìm bé Hiền 2 căn là bạn có thể thưởng thức được món bánh tráng cuốn cùng kem và đậu phộng bào hòa quyện với mùi ngò tươi của chị Oanh. Đây là món cổ truyền của người dân Đài Loan. Chị Oanh cũng như bé Hiền là người dâu xa xứ nhưng đã hòa nhập vào cuộc sống xứ người. Người Việt mình đi đâu cũng vậy, cũng mang xích đến sự giỏi giang và thông minh của mình để dễ dàng hòa nhập với cuộc sống nơi xa xứ. Theo chị Oanh kể, từ xa xưa nơi đây chỉ là những túp lều của những người đãi vàng và bây giờ đã được xây dựng thành những ngôi nhà cao nhưng vẫn giữ được tính chất lịch sử. Cho nên các bạn thấy nhà nơi đây nó không mang một cách xây dựng chung hoặc sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự. Những căn nhà nơi đây bây giờ đã trở thành nhà nghỉ cho các du khách muốn đến tham quan và ngắm cảnh làng cổ Yufeng nổi tiếng với những kiến trúc cổ và tận hưởng thiên đường ăn vặt. Tạm biệt những người Việt Nam xa xứ trong lưu luyến, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình ngắm và khám phá ẩm thực đường phố tại Cụ Phần. We'll be right back.
cuối cùng mình cũng không chịu đựng nổi sự cám dỗ của món ghẹ chiên giòn.